Hello, xin chào các bác nhá. Đây, một cái chiếc xe mà Tuấn Anh đang dựng ở đây đây. Một cái chiếc xe mà Vios các bạn ạ, lồi đồng cối đá, một chiếc xe cực kỳ ok. Và đặc biệt nói luôn về chiếc xe này là rất phù hợp cho các bác nào mua về chạy dịch vụ luôn ạ. Vì sao? Vì đây là một chiếc xe bản Z, máy 1.3, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Và cái số tiền bỏ ra để mua chiếc xe này thì kinh phí ban đầu của nó khá là ok. Vâng, 2014, biển Hải Phòng, một chủ từ đầu, chưa sang tên lần nào. Vì sao ạ? Vì con này là vẫn là tên công ty của taxi ra thôi, nhưng mà nó là công ty Vũ Gia, cổ phần taxi Vũ Gia. Lên chiếc xe nó vẫn còn là cái màu đen nguyên bản, không có đổi màu tí gì luôn. Và đặc biệt chiếc xe này thì khá là ok, cực kỳ lét luôn, không nỗi. Vâng, thì sao lại Tuấn Anh lại nói là bản Z? Vì bản Z ấy là cái bản mà hầu như tất cả các công ty taxi đều đặt những chiếc xe như thế này về để chạy theo lô về chạy đấy mà. Vì sao? Vì nó tiết kiệm vào cái chi phí ban đầu bỏ ra thì nó rất là ít. Đó, không giống như những chiếc xe bản E. Và cái bản Z này nó khác bản E ở chỗ nào thì các bạn cùng xem ạ. Đầu tiên thì Tuấn Anh nói sơ qua về cái độ khác nhau. Vì sao ạ? Thứ nhất, nó rẻ hơn. Nó rẻ hơn vì sao? Vì nó thiếu đồ. Với cái bản Z này thì chỉ trang bị khối động cơ 1.3 thôi, không được trang bị khối động cơ 1.5 như bản E. Và bản Z này thì nó không có hệ thống ABS chống bó cứng, phanh ABS chống bó cứng đấy ạ. Đấy là cái điều quan trọng nhất để mất đi giá trị của chiếc bản Z này và giảm đi số tiền. Cái thứ hai là cái phần gương điện. Tất cả những cái chiếc xe bản Z đều có túi khí các bạn nhé, nhưng không có ABS. Tuấn Anh nói là túi khí nguyên bản nhưng không có ABS. Và kính thì có kính điện nhưng không có gương điện. Đó, thế thôi. Đấy, và cái khối động cơ của nó là 1.3, nó ít đi 0.2. Đó, nó ít đi, thế thôi. Chứ đâu nó không khác nhau gì cái gì cả. Nó vẫn có túi khí an toàn, đâm cái lỗ ngay. Đó, và chiếc xe này đã được độ lên cả từ màn hình cho đến cam lôi. Biển Hải Phòng, la đăng đúc là la đăng đúc nguyên bản. Với chiếc xe này thì không có gương điện, nhưng mà chủ xe thì cũng đã lâm lên từ gương ký chỉnh điện rồi. Gương điện và gương cụp xòe cộng với sinh nhan tích hợp trên gương giống như bản E rồi. Chỉ còn mỗi cái là không có ABS thôi là nó thành bản E. Nhưng mà không thể lưng được ABS các bạn ạ. Cho dù các bạn có lưng được lên 4 cái phanh đĩa rồi, nhưng cũng không thể nào lưng được cái cụm chia. Tóm lại là mình không nên lưng làm gì. Đó các bạn nhé. Rất là đẹp về cái hệ thống từ đèn đó của chiếc xe cho đến form dáng của nó. Với giá tiền là hơn 300 triệu đồng, hơn 200 triệu đồng, gần 300 triệu đồng thì quý khách hàng đã sở hữu được chiếc Vios này. Toyota Vios bản Z 2014, số sàn, máy 1.3, rất phù hợp cho tất cả các bác nào đang có nhu cầu quan tâm mua chiếc xe này về chạy dịch vụ để kiếm đồng. Hoặc với cái tầm tiền ít mà các bác muốn mua một chiếc xe để đi gia đình thì nó cũng là rất ok luôn. Một chiếc Vios bản E mà xe gia đình thì bây giờ nó rơi vào tầm khoảng là 330 triệu đồng đến 335 triệu đồng. Hay một chiếc Vios bản E mà xe taxi ra thì nó rơi vào tầm 300 triệu đồng. Nhưng với chiếc xe này thì nó chỉ có 279 triệu đồng thôi. Có bớt một tí cho tất cả mọi người, lọc lá thôi. Máy thì cực kỳ chất luôn rồi. Cua lốp, lốp giáp của nó không mù mọt. Sinh nhan được tích hợp trên gương. Và nếu như các bạn chạy thì cũng không ai biết được là bên ngoài, không ai biết được đó là E hay là gì đâu. Đó. Đăng kiểm thì đến tháng 10 năm 2022. Sơn xi màu đen huyền bí, cực kỳ đẹp, đúng không ạ? Cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Đây, bản Z nó khác ở chỗ không có hệ thống ABS này, không có phanh đĩa phía sau này. Đấy, thế thôi. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, cua lốp của nó đấy. Hệ thống đèn hậu của nó thì cũng khá là ok. Giống cái form này thì là form mới rồi, 2014 rồi. Biển Hải Phòng nhá, một chủ từ đầu luôn. 15A12950 luôn. Rất là ok. Và tất cả những cái lẹp ngang thân này, hay là những cái lẹp chắn này, đấy, chân kính này, rồi là vè mưa, đấy, mạ chrome một cách rất là sạch sẽ và rất là đẹp đẽ rồi, đúng không ạ? Rồi chúng ta sẽ mở nội thất ra xem nó có cái gì khác biệt luôn. Vâng, nội thất bản Z thì nó không phải là hai màu, và nó chỉ có một màu đen thôi, và không có chấm thêm một cái gì cả đó. Nếu như bản E thì chỗ này sẽ là màu kem, và trên đây là màu đen, nhưng dưới này là màu đen kem. Và tất cả những cái phần này của nó cũng hai màu, nhưng bản Z thì nó là nguyên bản màu đen như thế này các bạn nhé. Đó, nếu như các bạn nào nhìn vào thì có thể biết được ngay đó. Và bản Z thì nó lại có một cái bản nữa thấp hơn, đó là cái bản Nimo. Bản Nimo thì chúng ta phải để ý nhá, bản Nimo là nó không có cái hệ thống bơm ghế như thế này. Bản Nimo không có nhá. Bản Nimo là một cái bản thấp nhất, cho dù cái form mới như thế này nhưng mà nó vẫn là cái bản thấp nhất đó. Nó không có bơm ghế luôn, và tất cả là cơ hết luôn đấy. Tất cả đều rất là đẹp cho mọi người. Hệ thống gương điện đầy đủ, điều hòa khá mát. Bật điều hòa lên tí vào ngồi các bạn nhé.
cam kết cho anh em và chiếc xe này là không có đâm đụng tai nạn gì các bạn ạ. Không có đâm đụng tai nạn, không ngập nước luôn. Màu đen xịn luôn, không đổi màu luôn. Đấy. Các bạn nào ở Hải Phòng thì chắc biết là cái hãng taxi Vũ Gia rồi. Đấy. Công ty cổ phần Vũ Gia. Đó, rất là đẹp cho mọi người. Tóm lại thì đẹp thì tiền nào của đấy thôi. 279 triệu đồng với một chiếc xe bản di thì nó cũng là cao, nhưng nó không lỗi thì là rất là ok. Còn đâu nếu mà các bạn bảo đẹp thì nhiều người ta bảo ôi giời bản E người ta mới đẹp chứ bản di thì đẹp cái gì. Đúng không ạ? Nhưng mà tiền các bạn bỏ ra là bao nhiêu thì các bạn phải cân đối với cái đồng tiền của mình, đúng không? Đây là lốp dự phòng. Lốp dự phòng của nó không có la răng đúc các bạn nhé. Đấy. Biển Hải Phòng chắc gầm bệ của nó khá là ok rồi, chúng ta cùng xem luôn. Đấy. Gầm bệ nó khá tốt luôn, đúng không ạ? Đó, lộ thất chiếc xe đây. Cực kỳ yêu luôn, cực kỳ đẹp luôn. Trần thì là trần 5D rồi. Đó. Tất cả là không có đâm đụng tai nạn gì vào những cái phần cột kèo đầu đít cả. Đó. Rất là ok luôn. Cánh cửa của nó như thế vậy, keo chỉ nó đây. Tất cả là rất là đẹp luôn cho mọi người. Vậy thì bà con có bác anh chị em nào quan tâm về cái chiếc xe Vios bản limo ở bản di này, em mua về chạy dịch vụ hay chạy gia đình thì hãy đến với Tuấn Anh. Tuấn Anh đang có một chiếc như thế này để bán cho các bạn luôn. Vậy thì các bạn nào quan tâm về chiếc xe này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Vâng, đây là phần đèn. Đấy, đăng kiểm thì đến tháng 10 rồi. Giờ chúng ta sẽ vào trong xe xem bản di nó có gì khác bản E không. Điều hòa thì cũng khá là mát các bạn nhé. Và có cả màn hình Android luôn ạ. Màn hình Android luôn. À, Việt Map rồi là HD này. Cam hành trình luôn các bạn này. Cam hành trình luôn này. À, cam hành trình luôn này. Tóm lại thì với chiếc xe này thì em thấy nó cũng khá là ok ở cái tầm tiền chưa đến 300 triệu đồng. Tất cả hệ thống gương điện của nó đều hoạt động một cách rất là bình thường. Rất là ok đúng không ạ? Rất xịn sò luôn. Màn hình này, SIM 4G nhé các bạn nhé. SIM 4G này. Xem ứng dụng này. Đấy, kiểu gì nó phải có nhạc chứ. Các bạn phải tải về, YouTube tải về đây. Nó có nhiều cái lắm, như một cái màn hình này khá là đẹp luôn. Màn hình khá là ok luôn cho mọi người. Đó, hệ thống còi. Còi ngân các bạn nhá, còi ngân này. Rất là ok về hệ thống gương gương cụp xòe xem có không ạ? Có gương cụp xòe luôn các bạn này. Có gương cụp xòe luôn này. Có cả gương cầu lồi nữa. Đó, rất ok cho mọi người. Giờ chúng ta sẽ mở phần khoang máy lên để kiểm tra về chất lượng máy móc của chiếc xe này. Xem chất lượng của nó thế nào các bạn nhé. Đấy. Nó vẫn được trang bị hệ thống túi khí nhá. Túi khí đầy đủ các bạn ạ. Đấy, túi khí đầy đủ vô lăng đây các bạn thấy đây. Đây là phần khoang máy của chiếc xe này. Đây. Máy móc của nó thì khá là zin luôn. Máy còn zin luôn. Có cái mặt là cò này thì nó hơi bẩn chút này. Đó. Khu giảm sóc của chiếc xe không có vấn đề gì đâu, đụng tai nạn. Tất cả cabo của nó còn nguyên zin như nhà máy sản xuất. Đấy, chỉ cabo zin. Và tất cả mọi thứ đều rất là đẹp. Đó, dành cho bà con nào mua chiếc xe này về chạy dịch vụ thì đây là một chiếc xe khá hợp lý luôn. Máy móc của nó khá là ok thôi mọi người. Chỉ với 279 triệu đồng thôi thì quý khách hàng đã sở hữu được chiếc xe Vios bản di 2014 form mới số sàn 1.3. Mua về chạy dịch vụ hay chạy gia đình thì rất là ok cho mọi người, đúng không ạ? Vậy cảm ơn tất cả mọi người cũng như quý bà con, cô bác anh chị em đã quan tâm và ủng hộ cùng Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Một lần nữa thì Tuấn Anh sẽ giới thiệu đến cho các bạn chiếc xe này. Và cuối cùng thì Tuấn Anh xin chào và cùng lại quý khách hàng ở những cái video tiếp theo. Cảm ơn tất cả mọi người nhé.